Mỹ ngày xưa đọc các Mác rồi sửa phải không anh? Không, nó không đọc các Mác đâu. Thế nhưng mà các em phải hiểu được như này, khi mà để tiến lên cái sự văn minh, nó sẽ có hai con đường. Một là các em học ở nhà trường, ví dụ như là chúng ta là những người học ở nhà trường, cho nên là chúng ta đi một phát từ phong kiến cho đến ngày hôm nay chúng ta giành được độc lập và chúng ta xây dựng xã hội giải phóng giai cấp. Nhưng thằng Mỹ đấy thì nó lại không phải học ở Mác, mà nó đang cái thực tiễn nó đang diễn ra, tức là cái đòi hỏi của con người. Trải qua ông Mác là ông biết là cái đòi hỏi con người nó sẽ diễn ra như thế, thế thì ông ấy đã viết ra như thế, ai tin ông ấy thì cứ thế mà làm. Thế còn ở những nước khác, tuy người ta không có học Mác nhưng đó là những đòi hỏi tất yếu nó sẽ xảy ra, ông Mác ông biết trước, cho nên là học của ông ấy thì nhanh hơn. Cho nên chúng ta mới xây dựng từ năm 1945 cho đến bây giờ, chúng ta đã bằng nước Mỹ xây dựng 200 năm. Tức là chúng ta từ năm 45 chúng ta bắt đầu làm sao phải đứng lên bảo vệ đất nước này. Thế sau đó này chúng ta mới xây dựng, thực tế chúng ta mới phát triển kinh tế đâu đó có 20 năm nay thôi mà chúng ta đạt được như này. Nhưng nếu như nói về Mỹ hay là các nước mà làm cách mạng tư bản 20 năm, làm sao nó đạt được những cái hiệu quả như Việt Nam? Tất cả mọi cái chính sách, tất cả mọi cái pháp luật mà nước Mỹ bây giờ nó áp dụng ấy, nó đều được trả giá bằng máu của người dân. Ví dụ như phân biệt chủng tộc, người nô lệ, người da đen ở Mỹ nó phải làm nô lệ trong vòng mấy trăm năm. Thế sau đó là với cái sự đòi hỏi tự do của những người nô lệ đó thì mới làm sao nó mới phá bỏ cái chế độ nô lệ, bắt đầu mới cho người da đen trở thành là người công dân. Thế xong nhưng mà người da đen vẫn cứ bị phân biệt bởi cái bọn Mỹ Mỹ trắng thượng đẳng, bởi vì đơn giản xuất thân của mày là thằng nô lệ, nó cũng giống như tôi đã xuất thân từ thằng xuất khẩu lao động, thì trong cái mắt của cái bọn thượng đẳng mãi mãi mày là thằng cu ly, có chứng minh thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải là thằng cu ly, nó không cho phép làm người như chúng nó. Cái này thì nó là nỗi đau của một cá nhân, cho nên nhà nước chúng ta chưa nhìn thấy, chứ nhà nước chúng ta nhìn thấy, nhà nước chúng ta cũng bắt bỏ tù vì can tội là mày phân biệt chủng tộc. Nhưng mà ở Mỹ thì nó nhìn thấy, tức là rất nhiều người da đen nó bị phân biệt như vậy. Thế là nó khi nó nhìn thấy rồi thì nó lại chỉnh sửa, nó cứ chỉnh sửa từ từ, tức là cái quá trình của nó sẽ diễn ra rất nhiều năm. Thế thì cái quá trình mà bây giờ Mỹ đấy, mà tôi nói là tư bản nó không dễ chết thì nó cũng chết vì giả, làm gì có ai trường sinh bất lão. Ở Việt Nam là tư bản dễ chết, tức là khi mà Đảng Cộng sản đã cầm quyền là chúng mày phải chấp nhận, không còn được theo tư bản nữa. Các bạn nên nhớ tư bản và tư nhân khác nhau nhé. Tư nhân tức là những cái doanh nghiệp hoạt động trong nước, nhưng để nó lên đến tầm tư bản tức là nó đã chuyển hóa thành cái cao hơn rồi, có tiền và có quyền rồi. Thế còn ở Việt Nam mới chỉ là tư nhân thôi, thì không cho phép tư bản được sống, nhưng tư nhân có thể hoạt động. Thế còn ở Mỹ ấy, tư bản nó cầm quyền, nhưng mà sau thời gian dài thì những người lao động dần dần họ sẽ đấu tranh, họ sẽ đòi hỏi, bắt đầu vì những cái đòi hỏi, những cái bắt buộc họ phải trải qua thì dần dần nó cũng sẽ phải tiến lên chủ nghĩa xã hội, không khác được. Nên các cụ ở Việt Nam chúng ta mới gọi là gì, gần chùa thì gọi bụt bằng anh, mà thấy bụt hiện nay là bố bế bụt đi chơi ngay. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bụt là một cái ngữ, là một đấng tối cao, là một cái nơi rất là thiêng liêng, là nó đã bao bọc bởi một cái gì đó rất huyền bí, một cái quyền lực không ai dám động vào rồi. Nhưng nếu mà cứ để cho người ta gần chùa là dần dần cũng béo thấy cái sức mạnh nào cả, bắt đầu là đầu tiên là gì, gần chùa gọi bụt bằng anh, mà thấy bụt hiền lành thôi, kiểu gọi bụt bằng anh mà không bị xử lý gì đấy là ông bế bụt đi chơi. Tư bản vậy, đầu tiên những người lao động ấy, họ không biết gì cả, họ không có trình độ, đi vào trong nhà máy xí nghiệp làm việc ấy là lúc nào nhìn thấy ông chủ nó cũng cúm núm này, nhưng mà làm ở trong nhà máy mãi rồi bắt đầu học được việc rồi là biết là à tao bây giờ mày không có tao là mày đéo có ai làm, là bắt đầu là bắt đầu thấy là bắt đầu gọi chủ bằng anh gì đó. Thế bắt đầu là thấy mình gọi vào chủ bằng anh, bảo ê ông ơi tăng lương cho tôi, nếu không tăng lương là tôi nghỉ, là chủ nó bảo thôi, cố cố làm thì ta sẽ tăng lương, à nó ok rồi đúng không, là thấy hiền lành rồi đúng không, nào ngày mai bố mày bế mày đi chơi ngay, uống rượu say sáng ra điện thoại alo ông à, vâng, ông chủ ơi hôm qua tôi uống rượu say quá giờ đầu nó đau không đi làm được, cho xin phép nghỉ hôm nhé. Chủ thì cắn răng mà chịu đựng, nhưng bây giờ biết làm nào, bây giờ đuổi nó đi thì không có thằng làm việc thì cũng phải nhận gì. Thôi được rồi nghỉ đi, cố gắng nghỉ ngơi, lần sau đừng uống rượu nữa nhé, kéo như vậy thôi thì làm được ông bế mà chủ đi chơi ngay. Tức là con người mà người ta sẽ dần dần người ta tìm ra đúng cái giá trị của mình, và khi giá trị của mình đã biết được giá trị của mình rồi thì người ta sẽ ra giá đúng. Có thể là bây giờ các bạn chưa biết được cái chầm của tôi giá trị như thế nào, nhưng các bạn đốt đi và các bạn cứ thử kiểm nghiệm đi, các bạn sẽ nhận ra được cái giá trị của chầm của tôi. Mua một cái hộp như thế này với giá 1,5 triệu các bạn sẽ thấy không hề đắt, thậm chí là còn rất rẻ, và chỉ có kênh của tôi các bạn mới có thể mua được chầm giá rẻ chất lượng tuyệt vời. Thế thôi.